Mình có làm cái video ngắn kể về cái kỷ niệm test xe của mình rồi, thì mình cảm thấy mình nên làm một cái video dài để mình nói hết mấy cái bài học mà mình thấy quan trọng ra cho mấy em nhỏ hoặc là mấy bạn chạy xe thường xuyên á. Mình chạy xe nhiều rồi mọi người, cái đường mà Long An lên thành phố về nhà mình chạy ít nhất là 100 lần ít nhất á, tại vì hồi lúc trước mình đi tới đi lui nhiều lắm. Thì cái lần test xe đầu tiên của mình là ở Cần Thơ, lần thứ hai cũng ở Cần Thơ luôn, mà giờ bữa nay mình muốn kể chuyện test xe ở Bình Dương. Thì mình có chiếc Sirius FI màu đen nha mọi người, đây để mình quay phim cho mọi người coi. Đây chiếc Sirius FI màu đen, đen đỏ mà đen nhiều hơn đỏ. Còn chị mình nó có chiếc Sirius FI màu đỏ mà mình bị trộm lấy rồi ở ngoài Phú Quốc, mình cũng có làm video rồi. Rồi cái chiếc màu đỏ đó thì chị mình con gái chạy xe ít có chăm sóc bảo dưỡng lắm, mà do lý do nữa là do thằng Yamaha nó quá bền đi, cho nên là chăm hay không chăm gì chạy cũng được, nó không có ảnh hưởng gì mấy. Đi làm từ chỗ làm về nhà có 3 cây số à, đi chạy tới chạy lui, nhiều khi chị mình đi bộ nữa đó. Cái mình thấy cái thắng xe tháng trước mọi người, tháng trước nó là thắng đĩa, tháng sau là thắng đùm Sirius FI 2014. Thì cái thắng đĩa nó có cái bố, mỗi lần mình bóp thắng là cái bố đó nó kẹp vô cái dĩa của mình để cho cái dĩa mình chậm lại, là cái bánh xe mình chậm lại, nó là như vậy á. Tại vì đợt đó là gần Tết rồi, 2 tuần nữa là Tết, mình thấy cái dĩa đó nó mòn lắm rồi, bóp là nghe xèn xèn là giống như là nó hết bố rồi. Mình nói thôi 2 tuần nữa thì thôi về quê thay luôn, mắc công thay đây nó mắc hơn ở dưới quê ở Bình Dương á. Cái mình không có thay, mới sau cái đó 1 tuần là mình bị té xe mọi người, té trầy cái đầu gối hết trơn luôn. Mà cái lý do té xe mọi người biết không, thì là mình đang chạy chạy nhanh nha, chạy trong làn ô tô á để né những cái người mà từ làn xe máy ra, bởi vì mình chạy nhanh mà mình nói rồi mà. Xong rồi có người á mới làm tăng ca mọi người, thì mọi người biết ở Việt Nam mà nó mấy chỗ con lương hay cái chỗ quay đầu biết không, họ từ trong lề phải biết không, mình đang chạy là một đường thẳng, mọi người tưởng tượng nha, như cái mái nhà này nè là một đường thẳng đi, mình đang chạy là đường thẳng, cái người đó đâm xéo qua giống như từ cây dừa mọi người thấy không, từ cây dừa là từ đây nè, đâu rồi, từ cây dừa mọi người, mình đang chạy thẳng là chạy thẳng vậy, người đó từ cây dừa là từ đây nè đâm xéo qua nè đó. Thì mình ăn sao á, mình có hai lúc đó hai cái lý do để mình té, là mình không bóp kèn, cái người đó đang thể hiện mọi người, mình không phải mình tức mà mình nhờ vậy mình nhìn thấy mấy người thể hiện gì đó, mình không thể hiện, họ thể hiện với lại mấy đồng nghiệp họ, à, trong mấy nhóm đồng nghiệp có con gái á, cái họ chạy thẳng như nè, họ chạy từ đây mọi người nhớ không, từ đây xéo quanh đây để họ vòng lại đây con lương mà họ họ chạy thì chạy xéo, mà họ, mọi người biết nhìn đâu không, nhìn bên tay phải mình á, thay vì mình chạy thẳng như nè thì mình nhìn trước hoặc là nhìn bên tay trái, bởi vì mình vòng lại bên trái biết không, phải chi họ không biết, phải người nữ mình không nói, cái này người nam mà chạy thể hiện vô số 1, tại sao mình biết họ người đó thể hiện mọi người, vô số 1 kéo kéo ra em mà không nhìn bên trái, đã vòng lại mà không nhìn bên trái, không nhìn đằng trước, mọi người biết nhìn đâu, nhìn qua bên phải với lại nhìn sau lưng, nhìn mấy người bạn á để cho người ta thấy là mình chạy xe giỏi xe hay thiệt, chứ mình không hiểu nổi luôn á. Xong rồi mình thắng lại không kịp mọi người, cái lý do mình thắng không kịp mình thấy rồi, mình thấy người đó lủi rồi, mình thấy họ lủi rồi, mà bởi vì họ lủi quá nhanh đi, rồi thêm cái nữa là mình không bóp kèn cho nên họ không có cảnh giác được, họ không thấy là sau lưng mình đang chạy tới luôn mọi người, lủi chặn ngang cái đầu xe mình luôn. Cái mình thắng thắng trước thắng thắng sau, thắng thắng trước thắng thắng sau, mà tại vì thắng trước mọi người nhớ mình kể không, là do nó bị mòn bố rồi cho nên là cái thời gian cần dừng lại của nó lâu, nó dài hơn bình thường. Cuối cùng á mọi người mình thắng tới đạp về quá trí rồi, gần đụng rồi sao giờ mình đạp cái tháng sau cái đít xe nó quẹo qua quẹo lại, quẹo qua quẹo lại mọi người. Xong rồi cái người đó chạy trước cái lúc đó họ mới thấy á, là xe mình tới nơi rồi, rồi không lẽ mình đụng họ sao, đụng được mình bẻ lái qua bên phải, thì dĩ nhiên đang chạy mà mọi người thắng cái bánh xe nó lết nè, rồi mọi người bẻ lái nó không có ngay chiều nữa, thì tới giới hạn của nó phải té thôi mọi người. Cái cảm giác khi té là lúc đó thời gian nó bị đóng băng mọi người ơi, lúc mà mình từ cái lúc mà mình chiếc xe mình á, mình bay từ chiếc xe xuống đường, cái thời gian nó như đóng băng vậy mọi người, mình không không biết giải thích làm sao nữa.
nó như bị dừng, nó bị chậm lại mọi người. Từ cái lúc buông chiếc xe ra, nhảy xuống cái đường á, là quán tính hết, là lực nó tự làm hết á. Bay xuống dưới á, té trượt đi cái 5 mét, 7 mét, 10 mét gì đó. Tại vì cũng xa lắm mọi người. Tại vì thắng đang chạy lẹ mà. Cái mình nghĩ trong đầu á là mà hên mọi người, lúc đó ở sau lưng không có xe, cái đường tỉnh 743 như giờ á, thường thường chiều á container chạy nhiều á, mà không biết sao đợt đó không có xe. Cái mình té, mình đội nón nguyên đầu nha, thì cái đầu còn ngóc vậy, nguyên cái mình trượt khúc vậy đó. Xong rồi mình ngồi đó luôn chứ làm sao đi nổi mọi người. Mình chỉ nghĩ á, cái người mà làm mình té xe đó thì mình đổ thừa người ta cũng được, nhưng mà nói chung là cũng nguyên nhân cũng người đó đó. Là nếu mà họ quay lại họ xin lỗi mình á, họ nói á, là giống như là lỡ á, phải không? Thì mình cũng bỏ qua, nói thôi lần sau chạy cẩn thận hơn. Tại vì mình biết là chạy xe thế nào cũng có ngày té mọi người, mình liệu trước rồi. Cho nên mình chỉ nghĩ nó là chuyện sớm muộn thôi, mình không có trách người đó. Mà cuối cùng á, mọi người biết sao, họ quay ngang họ thấy mình té cái họ trả số, họ chạy mất tiêu luôn mọi người, giống như là không liên quan tới chuyện này vậy đó. Còn mình á, thì mình bị đau mọi người. Có mấy anh bảo vệ trong công ty á, ra dắt xe vô rồi đỡ mình vô. Thì dĩ nhiên bữa sau mình có mua trái cây cảm ơn mấy ảnh rồi. Đây là cái lần té đầu tiên ở Bình Dương của mình đó mọi người. Tiếp theo á, nó còn mới ly kỳ nữa. Thì cũng chính là cái lần đó, sau đó 2 tuần đó mọi người. Mình nãy mình nói á, là sau 2 tuần là Tết đúng không? Mà là mới 1 tuần là mình bị té xe phải không? Rồi sau đó 2 tuần, ngày đó ngày Tết hay ngày gì á, quên rồi tại vì cũng lâu rồi. Hay là Tết xong rồi lên mình chưa thay hay sao á, mà nói chung á là chiếc xe vẫn còn tình trạng như cũ. Mà đợt này á không phải là bị cái tháng trước không ăn nha, mà là cái cần số mọi người. Cần số của Sirius á thì không biết nó dẻo hay nó mềm, mà khi mà té cà xuống đường á là nó bị méo nha, giống như bị méo 10 phần thì mình sửa được 7 8 phần thôi. Trả số mọi người thì có hai cách. Một á, cái xe số bình thường á, là mọi người đạp cái gót á, nhất là Sirius á, mọi người đạp cái gót nó rất là nhạy nha. Cái thứ hai là mình móc bằng cái mũi gót, cái mũi chân á, thì móc cái mũi chân á nó sẽ chính xác hơn, nói chung là chính xác hơn. Chứ còn lẹ hơn thì mình đạp cái gót nó sẽ lẹ hơn. Mà do cái lần đó mình té á, cái xe mình đó mọi người biết không, nó bị cong cái cần số, cho nên là nó cong ngay chỗ đế chân á, mà cục màu đen mọi người. Cái cần số nhắn gót diện sau lưng á thì có khi ăn có khi không. Tại vì cái số của Sirius nó rất là nhạy. Nhiều khi mình không biết. Đợt đó lần thứ hai mình chạy cái đường tỉnh 743 mọi người. Thì lúc trước nó chỉ có 2 chiều thôi, từ miếu Ông Cù lên V-Ship 1 á, nó chỉ có 2 chiều thôi, chiều đi chiều về. Mỗi bên có một làn đường rồi mọi người, chứ không được là hai làn nữa. Về sau này người ta mới đốn cây, người ta mới mở đường ra nha mọi người. Bây giờ 6 làn, 8 làn, chứ không phải như hồi đó. Thì lúc đó mình chạy có thằng bé nó chạy Exeter mà 2019, chiếc xe Exeter 2019 à, không trước 2019 nữa, cái đời mà cái đầu đèn bình thường mọi người, chắc 15 á, 2015 á, mà nó không đổi nón thì bấm lỗ tai nhuộm tóc vàng ha, đứa nít thôi, mình đón cả 16 tuổi nó chưa có bằng lái xe đâu. Rồi nó không đổi nón, ở trong lề nó cũng đang đi ra vậy đó, đường quá đông đi mà nó chưa biết qua đường mọi người. Mọi người đừng có nghĩ là chạy xe công tay là người ta biết chạy hết nha. Nhiều khi chiếc xe nó vậy chứ chưa chắc người điều khiển biết chạy đâu nha. Rồi họ nhìn qua nhìn lại, mình cũng thấy nó rồi. Rồi mình cũng né rồi, mình cũng dự liệu dự trù hết rồi. Mình tới đó là mình trả số, thì mình thắng lại bớt. Rồi thằng bé đó là nó sẽ chạy qua đường, nhưng mà nó nhát mọi người. Cái mình không ngờ là nó nhát. Tới đó nó không dám qua đường, nó đang giữa đường, cái nó dừng lại. Còn mình thì mình trả số không ăn. Trả số hai lần không ăn. Lý do là mình đạp cái gót của mọi người. Cái xe hư mà sợ không sửa, không sửa cho tới. Rồi cuối cùng á, lúc đó mình nghĩ lại phải chi á, mà mình giống như là mình trả số không phải bằng cái gót, mà là mình trả bằng móc á, thì chính xác 100% là nó sẽ trả giật lại được 1-2 số. Còn bình thường mình đạp gót quen rồi, cho nên là mình đụng luôn, mình chạy tới nơi đụng luôn, ngã ra luôn. Rồi xong rồi cái nó đi làm, nó để xe đó mình sửa 400.000. Nó điện anh xăm mình của nó ra. Thì cũng bình thường thôi. Tại vì mình nói với anh sếp của mình á, hỏi anh tại sao đi làm trễ. Thì mình nói em bị tai nạn, em đụng xe. Tại thằng bé này em thấy nó nhỏ tuổi cho nên em đền cho nó.
Thì mình cũng liệu rồi mọi người, dự trù rồi. Chạy xe thì thế nào cũng bị tai nạn thôi, nhất là cái tần suất của mình đi xe rất là nhiều. Mình đi ít bây giờ cũng phải hơn 100.000 cây số rồi nha mọi người. 100.000 cây là nhiều lắm á. Tại mấy bạn nó 100.000 có gì đâu nhiều. Nhiều khi mấy bạn đi nhiều hơn mình á mà mấy bạn không biết á, mấy bạn thấy tại vì mình đi thường quá là mình thấy nó bình thường, nhưng mà thật ra mọi người một năm mà đi đi 10.000 cây số rất là nhiều á, còn 100.000 cây thì là coi như 10 năm mười mấy năm chạy xe gì nữa, nó rất là nhiều nha. Thì cho nên là mình mỗi lần đi ra đường là nguy cơ tai nạn mình có, cho nên mình chỉ nghĩ tai nạn mà cơ thể mình còn lành lặn là nó đã là điều may mắn rồi, mình dự trù hết, mình không có tính toán mấy chuyện đó. Sau đó thì cái bài học mình rút ra là do mình chạy quá nhanh mọi người ạ. Mình chạy quá nhanh, sau khi mình đi Nhật 3 năm về mình mới thấy là mình chạy quá nhanh. Nhờ cái môi trường ở bển nó dạy mình là mình thấy mình chạy quá nhanh. Cái đầu tiên mình kiểm soát được là cái tốc độ mình. Nếu mà có thể mọi người thấy cái nguyên nhân giống như là sơ cấp, thứ cấp thì nói theo cái kiểu mà học thuật á, giống như là nguyên nhân số 1, số 2, nguyên nhân đầu tiên là do mình chạy nhanh. Có thể nguyên nhân thứ hai, thứ ba là do cái tháng không ăn nè. Có thể nguyên nhân thứ tư, thứ ba là do cái đứa bé đó, hoặc là cái do cái người chạy thể hiện đó từ trong đường băng ra, hoặc là do đứa bé trong đường nó chạy ra rồi nó không biết chạy xe hay là đường đông cái gì đó, là mấy cái nguyên nhân chồng thêm chồng chồng thêm thôi. Giống như cái cây gì đó, cái gốc rồi cái ngọn từ từ đó, là do đường đông, là do tháng không ăn, là do trả số không ăn, do nó né xe tải, do cái này do cái kia. Mà nguyên nhân số 1 luôn, đầu tiên luôn á, là do mình chạy nhanh. Là do mình sau khi mình đi Nhật 3 năm rồi mình mới thấy là do mình chạy nhanh. Tất cả mấy cái kia là mình té đều là do mình chạy nhanh hết á. Đó, cho nên nó là sau mấy cái này thì mình có cái bài học là mình chạy không chạy nhanh nữa, chạy vừa sức mình thôi. Thì mình cái nguy cơ té của mình nó giảm 80% đó mọi người. Rồi trên đường có xe tải hay là có xe băng qua gì đó là cái đó mà cái phụ thôi. Sau khi giải quyết được 80% thì 20% còn lại rất là thoải mái. Rồi cái 20% còn lại là do xe mình nè, mình có thay nhớt tốt chưa, mình có sửa thắng chưa, sửa bánh chưa, rồi cần số trả số được êm không, rồi xe tải nó quẹo dạng vậy vậy, mấy cái đó, đó là anh thuộc 20% mọi người. Sau khi mà giảm cái vụ chạy nhanh đó thì cái bài học mình rút ra là một là chạy vừa tốc độ quan trọng nhất 80% nha mọi người, 20% còn lại là kiểm tra xe thường xuyên. Rồi đó, từ đó về sau, từ lúc mình về Việt Nam tới giờ mình chạy xe rất là an toàn mọi người. Cảm giác giống như là mình học được cái bài học rồi. Thì giống như là mọi người á, nói vậy mọi người sẽ hiểu nè. Ví dụ như đang học cấp 2 đi, hết tiết toán. Bữa nay cái lịch của nó là toán lý hóa đi. Thì hai tiết đầu là toán, thì dạy xong tiết toán tới tiết lý đúng không mọi người? Thì giờ á, mình học được cái bài học của mình là chạy xe chậm rồi á, thì mình cảm giác như là cuộc sống nó dạy mình mấy cái bài học khác để mình học. Thì mình thấy sao sao cái chuyện mà bị té 2 lần ở Bình Dương thì mình rút ra bài học là không chạy nhanh với lại kiểm tra xe thường xuyên ha. Sẵn cái chuyện thứ ba luôn là cái xe Sirius màu đỏ của chị mình á, là bị lốp B do mình nha mọi người. Mà cái lốp B này cũng có hai cái để nói nữa. Một là mình bị lốp B ở Bến Tre, thì Bến Tre cách nhà mình là 60 cây số mọi người, nghe kỹ nha, 60 cây số chứ không phải 6 cây số nha. Mà mình bị lốp B, mình chạy chở mẹ mình vẫn kéo được lên 70. Mình tưởng là xe bị hư, làm gì chạy được có 70 à. Mà mình chạy từ Bến Tre về tới nhà nó không tắt máy nha mọi người, nó chỉ chạy yếu hơn thôi. Vậy đó bữa sau kiểm tra không còn nhớ luôn, còn xíu nhớ à. Mình phải sửa cái máy đó đâu hơn hơn 10 triệu á, là lốp B. Một bài học, cái bài học đầu tiên á là xe Sirius FE lớp B mà không bị tắt máy. Còn em của mình á là chiếc Winner mà bị lớp B cái là rồi là dắt về nha mọi người, nó làm xe độ mà nó nói xe nó lớp B cái là dắt về ra lấy xe đẩy về. Thì tại xe nó xe độ đó thì cũng không biết, so sánh thì cũng không được, nhưng mà mình thấy xe Sirius rất là tốt, cục máy nó rất là tốt. Ngay cả xe mình nè, xe màu đen nè, bị tai nạn giao thông, bị xe ga, xe chở ga đó, nó đâm vô banh chành gãy sườn hết trơn, mà giờ cục máy nó vẫn chạy tốt. Nó chạy
được 80 tám mấy mọi người, mà rất là êm luôn. Thì xe mình 10 tuổi rồi. Đó là thứ nhất là máy của Sirius giờ rất là tốt nha mọi người. Xe của Yamaha rất là tốt. Và mình có chạy thử NVX rồi, mà cũng có chạy luôn rồi chứ không phải chạy thử nữa. Thì giờ xe của nó rất là bền và mạnh mẽ. NVX tất chạy rất là êm ái. Rồi. Tự nhiên đang kể chuyện mọi người cái chứng đau họng nó tới nơi rồi. Chắc là cái bài học học thứ ba này mình phải làm video khác đó. Dành thời gian thôi chứ nói chuyện hết nữa mọi người, để mình làm phần 2 sau nha mọi người.